Nhiều người chi hàng triệu đô la để sở hữu tài sản ảo, nhưng họ có thể mất hết nếu nền tảng Metaverse xóa tài khoản. Vào cuối năm 2021, một công ty mua 809 hectare đất với giá là hơn 4 triệu đô la. Thông tin này vốn không đáng chú ý, nhưng nó lại trở thành đề tài hấp dẫn bởi mảnh đất đó hoàn toàn là ảo, chỉ tồn tại dưới dạng NFT trên nền tảng The Sandbox. NFT là một chứng chỉ kỹ thuật số duy nhất được đăng ký trong một blockchain, được sử dụng để ghi lại quyền sở hữu một tài sản như tác phẩm nghệ thuật hoặc đồ sưu tầm. Nó được đánh giá cao trong Metaverse nhờ hai yếu tố: tính phi tập trung và khả năng vận hành liên kết giữa nhiều nền tảng. Nhiều người tin token cung cấp bằng chứng sở hữu không thể tranh cãi, từ đó có thể sử dụng xuyên suốt nhiều ứng dụng và môi trường Metaverse. Tuy nhiên, theo Joe Martinotti, là phó giáo sư về luật tại Đại học Indiana, quyền sở hữu tài sản trên Metaverse không đơn giản như vậy. Thứ được gọi là quyền sở hữu trong vũ trụ ảo không giống như quyền sở hữu ở ngoài đời thực, khiến cho người mua có nguy cơ bị lừa gạt. Ví dụ, một người có thể sở hữu bức tranh NFT giá là 200.000 đô la trong một căn hộ ảo trên nền tảng Metaverse, nhưng họ có thể bị khóa tài khoản và cấm sử dụng nền tảng. Họ vẫn sở hữu NFT đó trên blockchain, nhưng tài sản của họ đã trở nên là vô dụng.